Xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Cuộc sống đa diện. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của Bích Phượng với hai vị khách mời đặc biệt. Trước hết Bích Phượng xin hân hạnh giới thiệu người đẹp ngồi bên kia, đó là MC ca sĩ Thái Hà. Hello. Thái Hà xin kính chào tất cả quý vị theo dõi chương trình. Dạ, chào Bích Phượng, chào luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Chào chị Thái Hà. Dạ, và người ngồi giữa là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ, Bích Phượng mến chào anh. Vâng, ngày xưa thì lúc Nghĩa quen với Bích Phượng thì cô là một phóng viên rất là duyên dáng. Và bây giờ thì cũng vẫn là một cái người anchor rất là dễ thương. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Chắc là trước hết Bích Phượng xin mời Thái Hà và anh Nghĩa có thể nói sơ qua về chương trình. Kính thưa quý vị, diễn hành văn hóa quốc tế thì chắc chắn là quý vị ít nhiều cũng đã nghe qua. Đây là lần thứ 23, thưa quý vị, chương trình của diễn hành văn hóa quốc tế mà cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta tham dự là chính thức là vào năm 2000. Và kể từ đó, mỗi một năm chúng ta đều chọn một chủ đề, thưa quý vị, về lịch sử, như là Hưng Đạo Vương, rồi Trần Quốc Toàn, rồi Hai Bà Trưng, Sài Gòn, Viễn Đông, vân vân. Và lần này cũng không là một ngoại lệ, ban tổ chức chọn chủ đề là trở lại là chủ đề Hai Bà Trưng. Đây là cái chủ đề mà cách đây 23 năm đã được chiếm 3 giải, thưa quý vị, giải đông nhất, ý nghĩa nhất và đẹp nhất. Và kèm theo lần này nó cũng có một cái chủ đề phụ, tức là áo dài Việt. Thì thưa quý vị cũng biết là ngoài vấn đề mà để muốn mà bảo tồn văn hóa, gìn giữ cái truyền thống của chúng ta, và đặc biệt là để mà tiếp tục vinh danh cái lá cờ vàng được tung bay trên đại lộ số 6 hàng năm tại New York, đó là một điều rất đẹp, rất ý nghĩa, nhưng mà cũng tốn kém thôi quý vị. Thành ra hôm nay Thái Hà với tính cách đại diện ban tổ chức đã từng làm việc với lại anh Nguyễn Văn Tánh từ nhiều năm qua, và năm nay thì lại có luật sư Nguyễn Thanh Phong là trưởng ban tổ chức, thì Thái Hà xin thiết tha kêu gọi tất cả đồng hương của chúng ta ở khắp nơi, cái việc mà bảo tồn văn hóa, gìn giữ cái chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa không phải riêng của cộng đồng người Việt quốc gia New York, mà là cái công cuộc chung của rất nhiều chúng ta ở hải ngoại. Vâng, vậy thì Thái Hà cũng mong là xin được sự ủng hộ của quý vị ít nhiều bằng mọi cách. Quý vị có thể đóng góp tiền bạc hoặc đến tham dự trực tiếp vào ngày thứ Bảy 10 tháng 6 năm 2023 tại Times Square. Quý vị có thể liên lạc ban tổ chức để quý vị ủng hộ, hoặc liên lạc để đưa đón, hoặc là có thể mà đến lo về vấn đề của hotel trong 2 ngày hôm đó. Vâng, thành ra một lần nữa thì Thái Hà xin quý vị nhớ ủng hộ cho diễn hành văn hóa quốc tế để chúng ta có dịp để mà tiếp tục bảo tồn và gìn giữ cái truyền thống đẹp của chúng ta đến những cái giới thế hệ trẻ về sau. Cảm ơn Thái Hà. Khi mà có một cái cuộc diễn hành văn hóa quốc tế như vậy thì thưa luật sư Nghĩa, mình có phải gây quỹ, mình có những cái buổi tiệc nào trước đó hay không ạ? Hồi xưa đỡ mệt hơn Thái Bích Phượng, là bởi vì ngày xưa chúng ta có coi như nhà triệu phú trường ở trên New York đó, giúp cho cái vấn đề mà phòng ốc đỡ lắm. Khoảng chừng 25-30 ngàn là làm được rồi. Sau khi ông mất rồi không còn cái khách sạn đó nữa thì trung bình khoảng chừng 50 ngàn. Nhưng mà sau Covid-19 rồi đó, thì đây là lần đầu tiên luật sư Trần Văn Phong đứng ra làm trưởng ban tổ chức để thực hiện lại. Còn cách đây 2 năm thì là chú Tánh còn sống đó, chú Tánh làm. Thì dựa theo cái thống kê của năm ngoái chị ha, thì là chi phí là 92 ngàn, và có thể lên cả 100 ngàn, bởi vì vật giá nó leo thang á. Thành ra ban tổ chức cũng đang cố gắng hết sức để làm sao giảm tối đa, nhưng mà dành tất cả mọi cái phương tiện để hỗ trợ. Thì dễ thương lắm Bích Phượng, giống như chị Thái Hà nói đó, rất nhiều cộng đồng về, nhất là những cộng đồng lớn như là Houston ở Florida, rồi ở Bắc Cali, Nam Cali, Georgia, mà Bắc Cali, Nam Cali là Úc Châu, đúng rồi, mà đi là đi khác với đoàn nha, không đi chung. Và có những năm khi mà Nghĩa làm chủ tịch cộng đồng đó, Nghĩa mang cả một cái đội chống thiên ân của mình lên nữa, rồi như là các đoàn võ sĩ lên nữa. Thì lần đó chị Thái Hà nhớ không? Đoàn trống đứng trên xe hoa đó, nó đánh mà coi như là rất xe hoa là đẹp lên và luôn. Oai hùng, một hình ảnh rất đẹp mà cũng mấy tuổi trẻ nữa. Nhưng mà năm nay sở dĩ mà chị Thái Hà nói là có thêm cái chủ đề áo dài Việt đó, thì là Nghĩa có nói với ban tổ chức để góp ý thôi, mặc dù rất là bận. Nên là bây giờ mỗi tiểu bang về đó, mình đưa ra 2 thí sinh mà Nam Cali mình là phần trăm đậu rất cao, tức là hoa hậu Hai Bà Trưng. Nhưng mà vừa phải đẹp nè, vừa mặc áo dài đẹp nè, vừa phải có sinh hoạt trong cộng đồng nữa, mà phải trả lời những câu
từ dễ đến khó tùy theo may mắn. Chẳng hạn như mình sẽ soạn một số câu hỏi đó, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ tổ chức, nghĩa là như là ngày 28 tháng 5 này chị Thái Hà thì tổ chức ngày 27 tháng 5. Yeah. Thì nghỉ ngừng ngay để chị Thái Hà nói chuyện về cái vấn đề hiện tại bây giờ vé bán như thế nào để chị Thái Hà. Dạ vâng, ngày 27 tháng 5 thưa quý vị là để mà coi như là góp tay thì Thái Hà có tổ chức cái buổi tiệc vận động tại Bắc California. Yeah. Nhạc chủ đề là Trần Thiện Thanh. Uh-huh. Có ca sĩ Thanh Lan, Mỹ Lan, Trần Thiện Anh Trí, ca sĩ Kim Loan, căn nhà ngoại ô và những tiếng hát ở San Jose. Thì thưa quý vị, cho tới giờ thì cũng mọi người cũng hứa hẹn, nhưng mà cũng rất là mong tất cả đồng hương ở Bắc California nghe được chương trình này. Xin quý vị liên lạc với lại Thái Hà 707-529-1868 để có được những cái tấm vé đến tham dự một cái chương trình ý nghĩa, và đặc biệt là cùng tiếp tay với lại cuộc gây quỹ của Diễn hành Văn hóa Quốc tế. Vâng ạ. Đó là ngày nào? Ngày 27 tháng 5, thứ bảy, thưa quý vị, tại East Lake Seafood Restaurant. Ở San Jose. San Jose. Còn ở còn mình là ban tổ chức từ New York bay qua ngày 27 tháng 5 trên San Jose. Yeah. Sáng 28 tháng 5 phải bay xuống đây. Bay về miền Nam mình. Bay về xuống Nam mình để tham dự chương trình ngày 28 tháng 5 tại Diamond Seafood 2 trên đường Brookhurst và Chapman. Yeah. Chủ đề ngon lành hơn, lính và em, thằng anh ấy mặc đồ không quân. Yeah. Là mặc đồ không quân là bởi vì vinh danh ông bố. Bố ngày xưa là thượng sĩ già trong không đoàn 33 sư đoàn 5 không quân. À, vâng. Mà Nghĩa cũng chỉ dám bay theo kiểu vận tải thôi chứ không dám bay F5 hay A37. Thì Bích Phượng biết không, rất là khổ cho anh em mà tổ chức. Họ phải tổ chức diễn hành văn hóa quốc tế mỗi năm. Bích Phượng biết tại sao không? Vì nếu mình không ghi danh đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhảy vô liền. Và họ sẽ trương cái cờ đỏ sao vàng lên. Đúng rồi. Đi trên đại lộ đẹp nhất của nước Mỹ là đại lộ America, thành lập bằng mọi cách mình phải tổ chức. Thành ra Nghĩa là cũng vừa mới ốm dậy, quý vị thấy bây giờ ốm ốm mà mặc đồ thấy đẹp lắm. Xuống hơn 10 pound. Yeah. Mà vẫn phải tiếp tay, mà nhờ chị Thái Hà mới có được dịp nói chuyện với quý vị. Thành ra rất là mong quý vị hỗ trợ, bởi vì chúng ta không muốn, hoặc là nói một cách khác, chúng ta muốn cái lá cờ vàng tung bay. Và dĩ nhiên khi luật sư Nghĩa đi thì dĩ nhiên đó là cái dịp tha hồ phất cờ. Và đặc biệt là đến cái buổi tối hôm đó là một cái buổi tối có thể tâm tình, bởi vì cái New York á, khi gặp tháng 6 là để hoa hậu, để mà diễn hành văn hóa quốc tế, nhưng cũng bàn cho tháng 12. Tháng 12 nữa. Nhân quyền cho Việt Nam. Đó, trên New York là chỉ biết là nhiều khi đến đó trời lạnh, mà các quý vị hội đồng, các quý vị mà coi như lãnh đạo tinh thần các tôn giáo hoặc là các hội đoàn về, coi như trong cái giá mượn biết rồi mà tuyệt thực trước Liên Hợp Quốc để mình muốn nói rằng là Việt Nam, mà đặc biệt năm nay đó, năm tới thì là có bầu cử của Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Hoa Kỳ rồi, mà năm tới nữa là 2025 thì Bích Phượng biết là 50 năm đất nước Việt Nam rơi vào tay của Cộng sản thì chúng ta phải làm một cái gì đó. Cho nên hiện tại những cái dịp như vậy đó, tháng 6 trên New York, tháng 9 xuống 5 Cali, chắc chắn là sẽ có chị Thái Hà trở lại đây với Bích Phượng, nhưng chắc không có Nghĩa. Lúc đó sẽ có một anh nữa là anh Phong nè, anh Liêm nè, là những người của cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ. Bích Phượng có biết là một câu hỏi để mình hỏi trong cái hoa hậu dài này, ở Mỹ có bao nhiêu người Mỹ, ở thế giới là có 4 triệu người. Thế Bích Phượng có biết ở Mỹ có bao nhiêu triệu người tại Mỹ không? 2 triệu người Mỹ, 2 triệu gốc Việt. Và trong đó có những người Mỹ mà đã có cử tri đi bầu rồi 700,000. Nhưng trong 700,000 nó có 1/3 đi bầu thôi. Mình rất là yếu. Ngay cả trong thành phố Washington của chúng tôi đó, 50,000 người Việt Nam trong số 100,000 cư dân, mình có 25,000 cử tri Mỹ gốc Việt. Con số đi bầu nhiều nhất chị Thái Hà biết là bao nhiêu không? 11,000. 14,000 người kia thụ hưởng đủ mọi thứ mà đi khi làm bổn phận người công dân thì không đi. Chứ còn nếu mà đi bổn phận công dân á, 5 người trong hội đồng thành phố bây giờ là 5 người Việt Nam hết đó chị Thái Hà. Dạ vâng. Quý khách khán giả đang theo dõi buổi nói chuyện của Bích Phượng với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và MC Thái Hà. Chúng ta nói về những cái sự kiện sắp sửa diễn ra, nhất là về diễn hành văn hóa quốc tế. Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng. Mời Thái Hà có thể bổ túc thêm. Dạ thưa quý vị, trở lại thì Thái Hà luôn luôn rất là quan tâm một cái vấn đề lớn, là vấn đề đầu tiên là tiền đâu thưa quý vị. Thành ra Thái Hà xin phép được nhắc nhở quý vị hãy cùi ít lòng nhiều góc một tay, tại vì đây không phải là công việc từ thiện mà Thái Hà nghĩ đây là cái trách nhiệm của chúng ta. Và
cộng đồng của chúng ta lớn mạnh ngoài này đều xuất thân là một cộng đồng tị nạn, và các con cái của chúng ta hậu duệ đều rất là thành công đi vào dòng chính và nắm những cái chức vụ quan trọng đều là xuất thân tị nạn. Thành ra Thái Hà nghĩ chúng ta phải tiếp tục củng cố và bảo vệ cho cái chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, và nhất là gìn giữ cái lá cờ vàng. Để mà quý vị có thể ủng hộ tài chính, xin quý vị gieo về email vacpny@gmail.com thưa quý vị, và quý vị có thể gọi trực tiếp ban tổ chức liên lạc bên New York, là quý vị liên lạc với số của ông Diệu Lê 646-463-4389, ông Nguyên Tang 646-457-9937, và chúng tôi sẽ cho chạy những cái số phone và cái email dưới này để quý vị ủng hộ. Một lần nữa Thái Hà rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong được gặp gỡ quý vị đồng hương ở Bắc California ở cái tiệc gây quỹ ngày 27 tháng 5 ở San Jose, và ở Nam California Diamond Seafood 2 là cái tiệc gây quỹ của chủ đề Lính Và Em, và quan trọng hết là ngày 10 tháng 6 tại New York Times Square. Xin cảm ơn quý vị. Trong cái tiệc 28 tháng 5 chúng ta cũng dành một phần để gây quỹ cho đền Hùng. Tuy nhiên chúng tôi cũng có nói chuyện là nếu mà cái gần đến ngày đó thì 28 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 gần rồi. Nếu mà quỹ trên kia không có thì đền Hùng cũng sẽ phải hỗ trợ hết mình để làm sao chúng ta có đủ tiền để mà, tại vì đồng hương họ đã bỏ đi nhiều thì giờ họ đến. Thành ra quý vị thấy là tại sao có Bắc Cali, có Nam Cali, bởi vì Bắc Cali và Nam Cali đều là một nhà. Và chúng ta bất cứ những hoạt động gì mà chúng ta cần nói lên cái chính nghĩa của chúng ta hoặc là tạo nên cái sức mạnh của cộng đồng đó, thì chúng ta sẽ cần phải có sự hỗ trợ với nhau. Vì chúng ta thấy hiện tại bây giờ dân biểu của tiểu bang địa hạt 70 là tại Đức Trí. Nhưng mà gần với lại dân biểu tại Đức Trí thì là Bắc Cali đó. Thành ra quý vị có bất cứ chuyện gì đó, là cứ đến tham dự với lại chương trình của chị Thái Hà. Biết đâu tại Đức Trí sẽ lên trên đó để mà cho thấy đồng bào biết rằng là những thị trường và bây giờ nguyên thị trường và bây giờ là của bây giờ là dân biểu đó, họ quan tâm chuyện đó. Chị Thái Hà mà mời là chắc chắn mấy người đó sẽ đến liền. Và cũng như một lời kêu gọi là giá vé thì 100 đồng cho coi như là VIP, 75 đồng cho sponsor và 50 đồng cho tất cả đồng hạn, thì giá vé nó rất là bình thường trong cái giá hiện tại bây giờ. Nhưng như chị Thái Hà nói, đây là những đồng tiền có thể nó có ý nghĩa để chúng ta đóng góp vào công việc chung. Xin cảm ơn chị Bích Phượng. Như vậy thì Bích Phượng có thể tóm tắt lại là 27 tháng 5 thì ở San Jose liên lạc với số phone hiện trên màn ảnh của Thái Hà, và 28 tháng 5 thì ở miền Nam California liên lạc với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, và 10 tháng 6 thì là một sự kiện lớn ở New York đó. Vâng, số điện thoại của Nghĩa cũng dễ nhớ, 714-423-8888, 714-423-8888. Xin cảm ơn quý vị. Chúc cho ban tổ chức thành công trong 3 sự kiện này. Và Bích Phượng một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả, và mong rằng quý vị ủng hộ đến với chương trình mà luật sư Nghĩa và MC Thái Hà vừa trình bày, và mục đích chính để bảo vệ cái sức mạnh của cộng đồng và cái nền văn hóa của bây giờ là phải nói là nhiều thế hệ, từ đời trước mình cho tới mình rồi tới đời con cháu mình nữa. Cho nên Bích Phượng một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi và xin hẹn giờ tới.